Chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh của Thành Luân trên YouTube. Hôm nay là buổi sáng ngày 13 tháng 5 2017, Thành Luân chúng tôi đang tấp nập với các sản phẩm chuẩn bị bàn giao cho các khách hàng ở mọi nơi. Trên hình quý vị đang thấy đội ngũ thợ mài dây giáp của đội ngũ Thành Luân chúng tôi đang tấp nập. Đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho các khách hàng. Chúng ta cùng đi vào các cái sản phẩm chúng tôi bàn giao trong cái tháng này. Trước tiên đây là một chiếc sập thờ mai điểu 1m97, rộng 1m07, cao 1m17 của khách hàng ở Trương Định, Hà Nội. Và phía này đây là một chiếc bàn cơm mai điểu bằng gỗ gụ hàng siêu đẳng cấp luôn của chú Thiều ở Lạc Long Quân, làm tứ diện bốn mặt như nhau, dạng toàn bộ là dạng liền hết, đục chạm không chấp vá. Đây là chiếc sập thờ lóc, chiếc sập thờ. Và phía này, thế này đây là một bức tranh thuận buồm xuôi gió của anh chị Tôn Sen. Hoa Tôn Sen, cái tên rất chi là hay. Tên anh chị Tôn Sen đây là Tôn Hoa Sen, nổi tiếng đi cả thế giới. Và cách đây năm ngoái là anh chị Tôn Sen đã về trực tiếp đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để mua rất nhiều các sản phẩm. Và ngày hôm cách đây vài hôm thì anh chị muốn sở hữu một bức tranh thuận buồm xuôi gió, và chúng tôi bây giờ đang đi vào trong quá trình hoàn thiện cho anh chị. Và đây là sập thờ của khách hàng ở Trương Định, Hà Nội. Đây. Và phía này là một đôi câu đối và bộ cuốn thư câu đối mà chúng tôi cũng đang hoàn thiện cho khách hàng ở Bát Tràng, Hà Nội. Bát Tràng. Đây. Bộ cuốn thư câu đối được tích Long Hóa. Đó, rất đẹp. Quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo những số điện thoại đây trên màn hình. Và phía trong này chúng tôi cũng đang hoàn thiện hai chiếc sập thờ đục tích tứ linh, dưới là hai chú nghê chầu của hai khách hàng. Một khách hàng ở Phú Thọ là anh Vương, anh ở Phú Thọ, và anh Vũ, anh ở Lương Tài, Bắc Linh. Và những chiếc sập thập điểu quần mai, một chiếc của anh Vương Phú Thọ và một chiếc của chú Thịnh ở Vĩnh Phúc. Đây, một chiếc của chú Thịnh ở Vĩnh Phúc cộng với một chiếc của cô Thủy ở Tây Hồ, Hà Nội. Và ở trong clip này chúng tôi đang hoàn thiện 3 chiếc sập thờ, 2 chiếc tứ linh và 1 chiếc mai điểu cho 3 khách hàng. Còn một chiếc sập thờ tứ linh của cô Thủy nữa thì là chúng tôi chưa dựng xong, cho nên là đang trong quá trình mài giấy giáp. Rất nhiều các sản phẩm mà Thành Luân chúng tôi đang tấp nập hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng kịp cái tiến độ. Và Thành Luân chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Và anh Vương, anh còn bộ hoành phi câu đối này. Xin tạm dừng video clip và xin chào quý khách. Hẹn gặp lại quý khách ở video clip sau. Quý khách vào trang youtube.com tìm kiếm đồ gỗ Thành Luân và kênh của chúng tôi. Nhấn vào nút đăng ký để liên tục được xem các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày.